Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thị xã Mường Lây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Lây Nưa giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà. Mường Lây sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, để công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện một cách có hiệu quả, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Lây Nưa, thị xã Mường Lây đã chỉ đạo trạm y tế xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các bản tăng cường kiểm soát những trường hợp đi về từ vùng có dịch, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà đối với F1, tiếp xúc trực tiếp với các ca bệnh dương tính đã hết thời gian cách ly tập trung và các F2 theo đúng quy định, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn. Với quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan, bùng phát trong cộng đồng dân cư, trạm y tế xã Lây Nưa đã cử cán bộ tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình sức khỏe cho các trường hợp cách ly y tế tại nhà. Cùng với đó, thực hiện tốt việc truy vết, rà soát những trường hợp trở về từ vùng có dịch, người tiếp xúc với người từ vùng dịch về địa phương để phân loại, theo dõi và đưa đi cách ly y tế theo đúng quy định. Theo thống kê, đến ngày 7 tháng 6 năm 2021, trên địa bàn xã Lây Nưa có 83 trường hợp cách ly y tế tại nhà và hiện nay sức khỏe các trường hợp đều ổn định, tiếp tục được cán bộ trạm theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ. Y sĩ Lò Văn Xuân, Phó trưởng trạm y tế xã Lây Nưa cho biết, ngay khi dịch COVID-19 trong nước bùng phát, trạm y tế xã đã tích cực hướng dẫn người dân khai báo y tế, tuyên truyền cho các hộ dân chủ động phòng chống dịch. Đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà, trạm phân công cán bộ đến khám và kiểm tra tình hình sức khỏe, hướng dẫn trong thời gian cách ly phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không được tiếp xúc với bất kỳ ai và ở riêng một khu tách biệt. Đặc biệt là phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng trong việc giám sát người được cách ly y tế ở khu dân cư. Để giám sát cách ly y tế tại nhà đối với những trường hợp ở vùng dịch về thuộc phải cách ly y tế hoặc là cách ly tập trung, cán bộ trạm y tế chúng tôi đã phối kết hợp tham mưu với ủy ban thành lập tổ COVID cộng đồng để giám sát những trường hợp đi ở tỉnh khác về hoặc nơi khác về thuộc đối tượng phải cách ly, tuyên truyền vận động những người phải cách ly tại nhà không được ra khỏi nhà, không được tiếp xúc với ai, giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế. Một phần chúng tôi cũng giao nhiệm vụ cho tổ COVID cộng đồng là hàng ngày giám sát những hộ gia đình ấy, không được những người thuộc đối tượng phải cách ly không được ra khỏi nhà, không để dịch lây lan rộng. Nhằm làm tốt công tác phòng chống dịch, xã Lây Nưa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đó chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ ở cơ sở như bí thư chi bộ, trưởng bản, các chi hội trong việc truy vết, theo dõi các trường hợp cách ly y tế tại gia đình. Song song với đó là quản lý và hướng dẫn các gia đình thuộc diện cách ly, thực hiện tốt công tác cách ly tại nhà, khuyến cáo người dân phải chấp hành nghiêm quy định về cách ly y tế tại nhà, có sự hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp không thể đi chợ mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Với sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng dân cư, nên mỗi công dân bị cách ly y tế cũng rất yên tâm và cùng với cộng đồng thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19 trong những ngày qua ở Lây Nưa. Đảng viên phụ trách từng nhóm trong thôn bản ấy, chúng tôi đã phân công nhau và giám sát những cái ca mà trong khi cách ly tại nhà và những cái trong thời gian cách ly thì những cái gia đình đó cần nhu yếu phẩm thì cũng đã thực hiện là mua giúp nhau và cũng đã theo dõi giám sát chặt chẽ để thực hiện cái biện pháp phòng chống dịch bệnh cho nó tốt hơn. Là một trong những trường hợp được xác định là F1 phải cách ly y tế tập trung 14 ngày. Trở về gia đình, anh Lê Xuân Hoàng ở bản Ho Luông 1, xã Lây Nưa tiếp tục phải cách ly, theo dõi tại nhà trong vòng một tuần. Xác định việc thực hiện nghiêm quy định cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú của mỗi cá nhân không chỉ là trách nhiệm với bản thân, với gia đình mà với cả cộng đồng xã hội, góp phần quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, anh Hoàng đã nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn quy định cách ly của cán bộ trạm y tế. Ba lần xét nghiệm ở trên lúc tôi ở tập trung 14 ngày thì ba lần tôi là âm tính.
Tôi cách ly ở trên kia được 14 ngày thì là về đây thì là tôi cũng về đây tôi cũng tự cách ly riêng tôi và ăn cơm riêng. Thì tôi cũng cũng còn cố gắng thêm một tuần nữa thì coi như là để cách ly một tuần nữa để là cho cộng đồng mình nó ở địa phương nó yên tâm và mình cũng được cái thỏa mãn mãn cái tinh thần. Ông Mai Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Lây Nưa, thị xã Mường Lây cho biết, hiện tại ở Lây Nưa đang phải cách ly y tế một bản với hơn 110 hộ gia đình và hàng chục F1, F2 nằm trong diện cần được theo dõi sức khỏe và cách ly tại cộng đồng. Đến nay, xã đã thành lập chốt kiểm tra, giám sát dịch bệnh với nòng cốt là lực lượng dân quân, công an và lực lượng của các bản. Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của xã đã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư cùng phối hợp với các lực lượng chức năng để làm tốt công tác giám sát việc cách ly tại nhà của người dân, đảm bảo các quy định phòng chống dịch như không đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc, sinh hoạt riêng biệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn với người trong gia đình, không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh. Đối với xã thì đã có sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị. Thứ nhất là đã có sự chỉ đạo rất sát sao từ Đảng ủy, phân công cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành là phụ trách từng chi bộ cơ sở sẽ có trách nhiệm là đôn đốc các cái nội dung liên quan đến phòng chống dịch COVID tại cơ sở các tổ bản. Có những cái văn bản chỉ đạo trực tiếp đến các tổ bản, các tổ giám sát cộng đồng, tổ truy vết, đặc biệt là sẽ đề cao cái trách nhiệm, phát huy cao nhất cái trách nhiệm của cái tổ giám sát cộng đồng và sự chung tay của toàn thể nhân dân trong cái việc là giám sát các cái đối tượng cách ly tại nhà. Cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch, giám sát việc thực hiện cách ly y tế, nhất là cách ly y tế tại nơi cư trú ở Lây Nưa nói riêng và thị xã Mường Lây nói chung, thì ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2021 tới gần. Thầy và trò trường Trung học Phổ thông thị xã Mường Lây đang gấp rút chuẩn bị hành trang kiến thức và tinh thần để bước vào kỳ thi quan trọng này. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã khiến việc học tập của các em học sinh bị gián đoạn, gây nhiều xáo trộn. Do vậy, cùng với việc ổn định tâm lý, nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp linh hoạt, hướng dẫn học sinh ôn tập để phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi này. Phản ánh của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhà cách trường gần 30 km, điều kiện gia đình còn khó khăn, nhưng 3 năm nay, em Vùi Thị Trung ở xã Pa Ham, huyện Mường Trà luôn nỗ lực học tập, quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Những ngày ôn luyện nước rút này, Trung cùng các bạn học cùng phòng được nhà trường tập trung bồi dưỡng kiến thức phù hợp với học lực của mình. Trong suốt quá trình học tập, em luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô giáo. Nhất là trong quá trình ôn thi, các thầy cô đã tập trung ôn tập, bồi dưỡng cho em kiến thức và những môn còn yếu để em sẵn sàng tâm thế cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Các thầy cô cũng ôn tập qua hệ thống Zalo với chỉ ra những mà lỗi sai của bọn em, những kiến thức mà lỗ hổng bọn em còn thiếu sót nên thầy cô cũng chỉ dạy tận tình. Những cái mà bọn em chưa hiểu thì bọn em cũng hỏi thầy cô trong giờ lên lớp có giao bài tập để ôn, với lại ở tối nội mỗi buổi tối bọn em đều phải lên lớp học và thầy cô cũng lên dạy bọn em ạ. Còn với em Tạ Thị Minh Châu, học sinh lớp 12C1, bên cạnh quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ cố gắng để trúng tuyển trường Đại học Kinh tế Hà Nội. Minh Châu đã xác định phương pháp học tập cho riêng mình bên cạnh kiến thức được học, ôn luyện ở nhà trường. Cùng với sự hướng dẫn chu đáo của các thầy cô giáo ở từng bộ môn, em đã xây dựng cho bản thân thời gian biểu hợp lý giữa việc học trên trường và tự học tại nhà. Em thường xuyên tham khảo thông tin trên các phương tiện truyền thông, tham gia các khóa học,
luyện đề và thi thử trên mạng Internet để có thêm kinh nghiệm làm bài thi. Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kết quả cao và có thể vào được trường cháu mong muốn thì cháu đã học tập chăm chỉ, học tập từ rất nhiều nguồn, học ở trên trường, học kiến thức của các thầy cô và học ở trên các trang mạng, các nguồn trên Internet. Có xây dựng một thời gian biểu hợp lý, giờ giấc khoa học để giữ gìn sức khỏe, để bước vào kỳ thi với một tinh thần tốt nhất. Cháu đã tự xây dựng cho mình sơ đồ tư duy để ghi nhớ được những kiến thức trọng tâm của bài, xác định cho mình được kiến thức nào là kiến thức dễ có khả năng vào, ôn tập đa dạng bài, đa dạng bài tập, đa dạng cả về cả lý thuyết và cả bài tập. Hơn 140 học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông thị xã Mường Lây đang bước vào những ngày cao điểm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Năm học 2020-2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc học của thầy và trò nhà trường. Tuy nhiên, trường Trung học phổ thông thị xã xác định các giải pháp trọng tâm, chú trọng tập trung ôn luyện 3 môn thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng ôn luyện theo các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học và tổ hợp khoa học xã hội với các môn học lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Cô giáo Nguyễn Thị Phương, giáo viên môn ngoại ngữ chia sẻ, do phần lớn là học sinh dân tộc thiểu số nên các em còn mắc nhiều lỗi cơ bản như về vốn từ vựng, cấu trúc, câu trong tiếng Anh. Bởi vậy, giáo viên đã tập trung khắc phục những lỗi sai cho các em bằng cách chữa bài và sửa lỗi trực tiếp. Cùng với đó, ôn tập những nội dung kiến thức trọng tâm, rèn luyện khả năng qua các đề thi minh họa, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp phân chia thời gian hợp lý để thực hiện các nội dung đảm bảo hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ trong thời gian 60 phút. Bây giờ cũng là giai đoạn cuối trong trình ôn thi rồi. Thì trong giai đoạn này thì chúng tôi đang củng cố lại cái kiến thức đã ôn suốt từ tháng 1 đến bây giờ, rèn kỹ năng làm bài cho các em, bám sát đề thi minh họa. Thì xong đề thi minh họa của chúng tôi thì với môn ngoại ngữ thì có khoảng 20 câu ở dạng nhận biết. Thì chúng tôi đang xoáy sâu vào trong những 20 câu đó để cho các em nhận dạng được trong đề thi, để củng cố lại kiến thức mà chúng tôi đã dạy từ đầu đến giờ. Môn tiếng Anh của chúng tôi thì đa số là học sinh yếu, hạn chế, các em hạn chế về mặt từ vựng. Vâng, thì trong cái tiết này thì chúng tôi cũng đang củng cố lại cách xoáy sâu ở trong đề thi, có cái cách nhận dạng đó là về từ loại. Thì chúng tôi xoáy sâu về đó. Vâng, để cho các em có cái kỹ năng nhận dạng trong cái đề thi của mình để đạt hiệu quả cao hơn. Đảm bảo 100% học sinh lớp 12 được tiếp cận kiến thức trọng tâm cũng như làm quen với phương pháp, hình thức thi tốt nghiệp năm học 2020-2021. Ngay từ đầu năm học, trường Trung học phổ thông thị xã đã xác định giải pháp trọng tâm tổ chức ôn tập phù hợp với nguyện vọng học sinh và có sự phân hóa năng lực người học. Phân công các giáo viên có kinh nghiệm để giảng dạy, ôn thi và hỗ trợ cho học sinh khối 12 những kiến thức cơ bản và nâng cao, cũng như kinh nghiệm làm bài thi. Đồng thời, tổ chức các đợt thi thử để học sinh làm quen, chuẩn bị tốt về tâm lý, kiến thức, kỹ năng trong quá trình làm bài. Trong quá trình ôn tập, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã linh hoạt điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh ôn thi tốt nghiệp và thi thử tại trường hay online, vừa đảm bảo thực hiện song song hai nhiệm vụ phòng chống dịch hiệu quả cũng như dạy tốt, học tốt. Ngay đầu năm học, thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp và đã có kế hoạch điều chỉnh ôn thi tốt nghiệp phù hợp với dịch bệnh COVID trên địa bàn thị xã. Đến nay, nhìn chung về công tác ôn tập cho học sinh đến giai đoạn 2 là giai đoạn nước rút. Các môn nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên bộ môn là ôn tập và điều chỉnh theo cái bộ đề thi minh họa. Đến giờ tối thiểu là mỗi môn chỉ còn hơn chục tiết và nhà trường còn gần 4 tuần để ôn tập. Đây là một thời gian tương đối là dài và quyết định cho sự thành công ôn thi tốt nghiệp của các em. Trường đã đảm bảo cái công tác vừa ôn tập vừa chống dịch theo các văn bản quy định của tỉnh, của sở và trên địa bàn. Để học sinh cuối cấp vượt qua tâm lý lo lắng, tự tin giành tấm vé vào được ngôi trường như mong muốn, thầy giáo Hoàng Công Huy, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông thị xã Mường Lây cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các bậc phụ huynh học sinh, xây dựng các phương án ôn tập cho học sinh và chia sẻ, tạo tâm lý thoải mái nhất cho các em, giảm áp lực khi kỳ thi quan trọng đang đến rất gần. Để các em tự tin trong
thi tốt nghiệp thì nhất đó là trang bị cho em đầy đủ kiến thức để đáp ứng được cái nội dung đề thi chính thức của bộ. Thứ hai đó là nhà trường đã triển khai qua nhiều đợt thi thử, mỗi đợt thi thử nhà trường đã tạo cho học sinh một cái tâm thế vững vàng, tự tin trong đề thi. Và sau tất cả các kỳ thi thử của nhà trường thì mỗi một học sinh, giáo viên chủ nhiệm đã tuyên truyền và động viên và làm công tác tư tưởng cho các em, học kiến thức nào các em bồi đắp kiến thức đó, và từ đó các em vững vàng trong khối lượng kiến thức của mình để tạo một tâm thế tự tin trong đề thi thật của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường cũng tư vấn cho học sinh những cái giờ học hiệu quả nhất, tránh hiện tượng là các em học thiếu khoa học, thâu đêm suốt sáng nên suy nhược cơ thể và không đáp ứng được cái sức khỏe để ôn tập tiếp. Hồi hộp, lo lắng, áp lực là tâm lý chung của đa số thí sinh trước mỗi kỳ thi quan trọng. Đặc biệt, năm nay, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kế hoạch ôn tập cho học sinh cuối cấp bị đảo lộn. Do đó, các em học sinh rất cần thầy cô giáo và phụ huynh cùng đồng hành trở thành điểm tựa để các em vượt qua những rào cản tâm lý, thêm động lực, vững tinh thần. Chỉ còn gần một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra. Vượt lên những khó khăn cùng sự quyết tâm và nỗ lực, tin rằng thầy và trò trường Trung học phổ thông thị xã Mường Lây sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này. Phóng sự vừa rồi đã khép lại trang truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.